lý dành cho Weibo Gaming. Nhưng nó sẽ có một vấn đề lớn là ở trong giai đoạn giữa của một ván thi đấu thì khi đó cái tầm hoạt động đến từ con Zin chính là cái thứ mấu chốt lớn nhất để có thể quyết định được thắng thua của Weibo Gaming. Lúc đó, vào cái khoảng thời điểm đó, Fanfin sẽ cần phải được cung cấp càng nhiều tài nguyên càng tốt, và ta sẽ cần được cung cấp rất nhiều về những pha hỗ trợ, những tình huống bảo kê, làm như, gần như là tất cả mọi thứ để có thể giúp cho một con Zin có thể thoải mái farm và thoải mái xả sát thương. Thì đấy chính là nhiệm vụ đến của Weibo Gaming. Nếu như Zin chết thì đội hình này của Weibo Gaming coi như là tiêu. Đứng trên tầm nhìn thì anh nghe tên lửa đã đạo vào đầu, và bây giờ Sọc cũng lên khu đường trên, họ sẵn sàng giao tranh. Và họ nhắm vào người hiện tại đang rất yếu ớt, không khác chính là Jun Zazian, và nằm xuống chiến công đầu đã có. Quá khó, thật sự mà nói là quá khó khăn đi. Chú gấu này trong diện kiểm soát thật sự rồi. Và tới lượt một con rắc sắp sửa. Quá khó rồi, con rắc này nằm trong sách đỏ chắc luôn. Rồi bây giờ sai, đợi sai chỉ cần một cú bắn mà thôi, nhưng mạng sẽ được nhường cho Sọp. 2-0 dành cho Weibo Gaming, và ván thi đấu đầu này nó vẫn đang nhẹ nhàng gọn gàng rơi vào tay của họ. Nhưng đây. Vòng xoáy không gian. Vòng xoáy không gian lên bắt được không ta? Được. Nhưng mà cảm giác như hình nó hơi xa. Mất thời gian nha. Nó hơi mất thời gian nha. Don't wait my time, Liu Win là đây rồi. Nhưng mà đường sai dưới. Là đường dưới tại đây có một pha bắt bớ. Đường sai thì vẫn đang nỗ lực bỏ chạy. Đường dưới đã có mạng gục và để dành cho con Zin. Còn đường sai vẫn chạy, anh ta chạy giữa hai trụ được. Với cái mớ máu này cộng thêm khả năng chống chịu đến từ đời sai thì anh ta có thể chạy qua giữa hai trụ được. Nhưng ra cho anh tới chặn đầu. Đờ Sa đang nỗ lực bỏ chạy, Lục Hút Hoàng tung ra, Ngục Cổ Ngữ tung ra và tiếp theo là phải nhảy vào nhưng vẫn chưa dứt điểm được. Ngược lại Jun Zha đang vô cùng yếu ớt, Đờ Sa là phải trả giá. Sọp với Angel cũng đang nỗ lực để bỏ chạy. Siêu hùng nhãn thế chưa hồi cho nên không có thêm công cụ để có thể bảo kê cho con Ray này. Nhưng khoảng thời gian đó nó là một khoảng thời gian nó quá to. Có bố tiến công với khả năng chơi hit của anh ta. Bây giờ không thể nào thua được so với con Jack về phía bên kia nữa cả. Và đây là lý do có lẽ nhiều người đã không muốn sử dụng Jack để có thể counter pick con Ray phía bên kia. Còn Sọp, iBoy đã không thể thoát khỏi hiểu hoảng sợ đến từ tình huống bóng ma kỵ sĩ khi anh ta dùng tốc biến ở một vị trí không đẹp ra một cách khủng khiếp được. Trong khi đó thì Fanfin với nhiều vệ tinh tuyến này nhiều như thế này thì ta có rất nhiều thời gian làm chuyện đó. Ngay lập tức lao lên tấn công lại là Jun Zazian. Tôi thì còn thấy, phải nói thật là còn mỗi con ngựa, ta không thấy sát người đâu luôn. Lê Giang thì đang liên tục bị gây sát thương nhưng ta đã quay trở lại với một bàn hạ gục vòng xoáy không gian để có thể bỏ chạy, đó là Strike. Và liên tục là các mạng dành cho hai bên, nhưng Weibo Gaming họ đang muốn tiến xa hơn nữa. Không gì khác ngoài cái trụ, Stride đang nỗ lực có thể bảo kê nhưng ta bảo kê không được cái trụ nữa rồi. Lê Giang đang muốn chạy tới, Lê Giang bắt đầu sử dụng kỹ năng quý nhưng anh ta đã bị đuổi ra. Anh ta chỉ đạp cho con mắt thôi, ngưng rồi. Riêng ra tầm vẫn đang là đội không chấp nhận với cái sự trao đổi này bởi vì họ đang bị lỗ mất một công trình. Họ đang muốn gỡ đó bằng cách lấy trụ một đường trên. Dịch chuyển còn đến từ Sai, ta đang bấm B về và dịch chuyển trở lại khu đường trên được hay không đây? Tôi nghĩ rằng sẽ là kịp nếu nhanh ta dịch chuyển đến khu đường trên để phòng thủ trụ. Tuy nhiên thì đối phương đã có đông người ở đây. Ôi iBoy! iBoy đã có màn xử lý rất khổ báo, tầm mất cả tóc biến nhưng Sọp sẽ tới và đá vào người của iBoy. iBoy nằm xuống, Stride đang tới đã thể chặn hồng. Bóng ma kỵ sĩ không có, iBoy vừa rồi có một màn xử lý cực kỳ ổn. Và lối chơi của Sọp sẽ là cố gắng make play cho bắt cái xa. Rồi hết tốc biến chưa? Khiêu khích cái xa tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp. Rất đáng tiếc dành cho iBoy trong tình huống trước đó anh ta đã có một pha solo kill thành công nhưng bây giờ anh ta trở thành nạn nhân của một cú bắt lẻ đến từ Weibo Gaming. Đây là Sọp, bóng ma kỵ sĩ đang chờ đợi sẵn, anh ta vẫn đang chờ đợi trong cú bóng ma kỵ sĩ của mình, vẫn đang đứng lao xuống tấn công. Bóng ma kỵ sĩ đâu rồi? Không cướp được. Xong cướp được. Và siêu hùng dẫn thể đã đáp xuống. Sọp đang là người nguy hiểm nhưng Dersai đang tới và ta bắt đầu gây sát thương. Anh ta nhắm vào Lê Giang trước. Lê Giang cào không được ai cả. iBoy đang là người sắp sửa bị hất tung, anh ta bỏ chạy vòng xoáy không gian có thể thoát được. Ủa? Rồi. Nhưng Angel đang tới. iBoy này bị cô lập lại. Angel mới là người bị cô lập rác hơn. Không. Bây giờ iBoy mới là người bị cô lập. Anh ta nỗ lực bỏ chạy. Anh ta làm tất cả mọi thứ để ta dứt điểm Dersai nhưng On đã tới cộng kèm thêm lượng sát thương quá khủng khiếp đến từ Dersai. 7-4 cho Weibo Gaming. Nhưng ra tầm có được điều họ cần. Đó chính là 4 mùa lễ mà Don đang có trên người của họ. Sự cải thiện rất lớn. Một cái tam hợp kiếm, một cái gươm đồ tể, những thứ trang bị cực kỳ phù hợp, khoai được từ sau có thể bắt hay chặt này lại bắt nhắm vào Angel. Nhưng Angel kia này đang giữ chân khá lâu nhưng không sao cả, hất tung được hai người. Stride đang tới để có thể dồn đam. Nhưng hiệu ứng CC này liệu là đủ để có thể khiến cho Lê Giang nằm xuống? Câu trả lời là không. Và hãy nhìn Stride, Stride đang tới, bóng ma kỵ sĩ tung ra. Đó là siêu hùng nhắn tế nhưng chưa dứt điểm đai cả. Quá nhiều những cây máu yếu nhưng Lê Giang vẫn còn sống. Và đặc biệt hơn là vẫn còn người còn sống là Jun Zhanjian. Nó đến từ việc khoan, iBoy đang nỗ lực bỏ chạy. Tôi đang muốn tìm xem Hoan Phân đang đứng ở đâu. Tôi đã thấy được Hoan Phân rồi. Rồng đang được khai thác bởi các thành viên của Rhythm. Họ đang cố gắng cho bằng được có được con rồng này. Con rồng dành cho các thành viên của Weibo Gaming. Và Angel đang nỗ lực có thể bỏ chạy. Dersai cũng đang lướt để có thể thoát đi. iBoy đang tới. Anh ta đang muốn quay trở lại nên ta bắn. Anh ta đang muốn gây sát thương như Dersai đang bắn rác hơn. Và iBoy quyết định là rút trong tình huống này. Rhythm họ đã có được điều mình cần, đó là một mạng. Nhưng cảm giác như một mạng của On đã đổi lấy con rồng thứ ba dành cho bên phía Weibo Gaming thì đây vẫn là một pha trao đổi mà Weibo Gaming họ chấp nhận được. Vẫn đang là thế 1-4.
Và với thế 1-4 này thì The Sai, thật ra mà nói thì The Sai cũng đang khá tự tin. Nhưng đây không còn là giai đoạn mà con Ray làm cha nữa rồi. Đây là thời đại mà con Zack làm ông nội rồi chứ không còn là làm cháu nữa. Quá khủng khiếp đến từ một con Zack ở khu vực đường dưới này với hai ngưỡng trang bị đã có trên người. Đứng này dịch chuyển trở lại liệu có kịp hay không đây. Bóng ma kỵ sĩ đang chờ đợi đến từ Sọp. Sọp đúng quyết định, bóng ma kỵ sĩ cướp được qua đòn, siêu hùng giáng thế chưa được la vào. Và Sọp đang nỗ lực bỏ chạy ra, rút ra ra đã phải nằm xuống. Chỉ cánh còn lại On cũng mới bị dứt điểm xong. Đây là đang được bắn đến từ Hoàng Vinh, anh ta bắn không ngừng nghỉ, cố gắng lao và tấn công quay trở lại đánh. Siêu hùng giáng thế đáp xuống và Hoàng Vinh đã nằm xuống trước khi mà siêu hùng giáng thế đáp. Đây là sân khấu đến từ kiếp cũng như Lai Boy rồi. The Sai đang nỗ lực có thể bỏ chạy, Angel chắc chắn nằm xuống và ngay lập tức dí theo sử dụng một cổ ngữ và đó là chín đều, đó là 19 cho Ray Atom. Trong khi đó Weibo Gaming đang nỗ lực để thể giữ cho được bùa lợi Baron và chỉ còn mỗi Sọp mà thôi. Sức ép đến từ một bùa lợi Baron để họ có thể gây sức ép, cú dịch chuyển trở về đến từ Sai nhưng trụ có thể bị mất rất nhanh và vẫn có thể dịch chuyển được tới sớm. Ngay lập tức là hút kinh hoàng tung ra bắt đầu khiêu khích ra để bắt đầu nhắm vào người của On, nhưng đó là siêu hùng giáng thế ui mới bị ngắt xong. Đây là lao lên đến từ kiếp, kiếp thấy được đợt Sai, Hoàng Vân dứt điểm được Sun Zian và Hoàng Vân vẫn đang lựa có thể bắn kiếp đi. Kiếp đang cố gắng càng vào ai bôi bỗng nhiên bị khiêu khích sau khi tao nỗ lực đánh kiếp giữ chân được Hoàng Vân. Hoàng Vân sử dụng đồng hồ phía cánh còn lại thì Sai đang bị tấn công và đây là sân khấu đến từ kiếp nữa rồi. Sai đang liên tục tìm ra những mục tiêu còn lại, cố gắng bấm bê biến về đến từ Sọp. Sọp đã bị dính kỹ năng một chưởng đó là đủ. Sọp đang nỗ lực có thể chạy thoát đi và có lẽ như anh ta sẽ chạy được, anh ta sẽ cố gắng bấm bê để có thể thoát đi. Vẫn đang là một thế trận mà Ray Atom họ vẫn đang có một con rắc không thể nào ngăn cản được, quá khỏe khoắn. 6-1-2 khả năng càng quét quá tuyệt vời và nếu như không có vệ tinh nào xung quanh bảo kê thêm một lần nữa thì chắc chắn là Hoàng Phần gần như không có cách để có thể bắn được cơ hội trong cái ui không không ăn à. Họ không có vòng xoáy không gian đi Baron đến từ bên phía không ra rồng, ra rồng ui trời ơi vòng xoáy không gian siêu hùng giáng thế đáp xuống. Nasa đang có những pha ra đội chi thức và Ai Boy là người giành chiến thắng nhưng đây là góc Hoàng Phần bắn được. Kiếp đã thấy được mục tiêu, Kiếp nhắm vào Hoàng Phần, Kiếp lấy được giáp thiên thần của Hoàng Phần, Kiếp bắt đầu bùng phát. Kiếp quá khỏe ở trong pha giao tranh này và không ai có thể cản nổi ta cả, cộng kèm thêm một strike. Cứ ngỡ như siêu hùng giáng thế đến từ Angel có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề nhưng không, Kiếp vẫn là người tỏa sáng ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Không đủ sát thương đến từ Weibo Gaming để lấy mạng của Kiếp và anh ta thậm chí còn giáp thiên thần nữa cơ. Và bên phía Weibo Gaming vừa lãnh chịu một tình huống giao tranh thua và họ có lẽ sẽ để thua luôn cả ván đấu đầu tiên này mà thôi. Linh hồn rồng cũng đã không có rồi. Một quyết định rất táo bạo đến từ phía Ray Atom khi họ dùng cái vòng xoáy không gian để bắt The Sai khi họ phát hiện ra The Sai đang có thể ăn cho một con rồng. Và The Sai gần như là bị hủy diệt ngay thời điểm mà bên phía Ray Atom đáp xuống. Lúc cú siêu dáng thế mà tôi nghĩ là cái góc của nó cũng không hẳn là quá đẹp nhưng nó cũng là một lợi khống chế đủ lớn để bên phía Weibo Gaming có thể di chuyển ra nhưng rất tiếc lượng sát thương của họ lại không đủ và đúng là một lựa chọn last pick đã phát huy giá trị đến từ phía Ray Atom.